Sau đó tôi lặng lẽ tiếp cận con Sammy cầm súng. Nghĩa là bạn có súng, có thể loại bỏ đáng kể mối đe dọa do những người sống gây ra. Suy cho cùng, với Sammy chỉ cần bạn trốn trong nhà, chúng không thể làm gì bạn. Nhưng với người sống, họ có thể cậy ổ khóa và leo trèo vào nhà bạn. Để thu hút một lượng lớn Sammy, súng chắc chắn là vật dần đề tốt nhất. Từ xa tôi đã nhìn thấy thây ma có súng, có hơn chục thây ma giải rác gần đó. Tôi ném một hòn đá xuống, lời thì thầm của đá đã thu hút hai thây ma. Sau đó, tôi ném diêu sự chúng. Sau một tiếng, tất cả Sammy xung quanh đã bị tôi giải quyết theo cùng một cách. Tôi đã có khẩu súng đó trong tay. Xung quanh có nhiều ông tô. Tôi có thể tìm được điều gì đó. Tôi bấm khóa hai lần. Không ngờ chiếc xe này lại ở ngay cạnh tôi. Đã phát hiện thấy xe, bạn muốn chuyển vào không gian hệ thống. Zesser, yêu cầu thất bại, thiếu không gian, cần nâng cấp không gian hệ thống. Không gian hiện cấp 1. Yêu cầu 10 không gian để hợp nhất. Không gian hệ thống chỉ người sống có. Nếu tôi muốn nâng cấp, tôi phải cướp lấy không gian hệ thống của người khác. Và ngược lại họ cũng có thể lấy từ tôi. Trước tiên hãy bán những thứ tôi không cần. Để tạo chỗ trống, hệ thống đặt tất cả những thứ không cần thiết lên kệ. Danh sách đã hoàn thành, sau đó tôi nhấn khóa khác. Oxy, đó là xe cảnh sát. Sau khi lục lọi, tôi thó được một sọt gun và hai hộp đạn. Hey boy, đây là một vũ khí hạng nặng. Sammy phải mạnh đến mức nào mới có thể sử dụng đây? Sau khi trở về nơi trú ẩn tạm thời, tôi vui vẻ nấu món thịt đông lạnh. Này nghe gì không? Hình như tôi ngửi thấy mùi thơm của thịt, như có người đang chiên thịt. Bạn nào à? Phê cần hẻ, thịt rán từ đâu chứ? Thôi ăn chưa bằng thịt hộp nào. Vừa chắc do tôi sảng. Tôi cũng đói. Có chuyện gì vậy? Không phải anh nói anh chỉ ăn một chút sao? Đưa tôi phần thịt còn lại đây. Cô còn dám nói sao? Đây là giá cô phải trả để được cứu. Không có tôi, cô sẽ không thể sống đến giờ. Cô còn phải mang nợ chúng tôi đó. Đúng, nhưng hãy xem, các anh đã làm gì tôi ngày hôm qua? Các anh đã sờ mối tôi. Ngày hôm qua, chỉ có mỗi tôi phải chắc. Cô thì không sao. Hơn nữa, chính cô đã nói, chỉ cần tôi cứu cô sẽ làm mọi thứ. Bữa trưa hôm nay có thịt, đó là đền bù cho việc tôi đã cho cô ở lại. Không đuổi cô ra ngoài, không thì cô thành zombie rồi. Bạn đã thấy người đàn ông nào như vậy chưa? Anh ta cứu cô gái đó để thỏa mãn mục đích cá nhân. Đại ca bây giờ đang tạm ổn, nhưng không có nhiều thức ăn và nước. Em nghĩ cô ta chính là gánh nặng. Nếu ta không tìm thấy thức ăn, em nghĩ tất cả sẽ ngòm ở đây. Không sao đâu, anh đã tìm ra cách. Hãy nhìn vào nhà hàng và siêu thị ở đằng kia. Anh chắc chắn sẽ tìm thấy thức ăn ở đó. Miễn là có thể qua đó, thức ăn sẽ không là vấn đề. Nhưng có rất nhiều zombie, làm sao hai ta có thể đến được đó? Đừng lo, anh đã có cách. Đến lúc cô ta phát huy tác dụng rồi. Làm ơn cho tôi xuống đi. Từ giờ về sau, gì tôi cũng làm. Tôi không cần ăn hay uống nữa. Làm ơn cho tôi xuống, tôi không muốn ngủ. Bạn muốn xuống đúng không? Nếu muốn sống, hãy làm như tôi nói. Sau khi chúng tôi nấp đi, cô hãy hét hết sức, thu hút hết zombie ở lối vào quảng trường. Sau khi tiêu diệt chúng, tôi sẽ cứu cô. Đại ca, vậy có ổn không? Có rất nhiều zombie quanh ta. Trường hợp có bất ngờ xảy ra, đừng lo, không phải hôm qua đã thấy sao? Khi cô ta hét lên, bên dưới có rất nhiều zombie, bọn chúng thậm chí còn không bận tâm tới ta. Chỉ cần tiêu diệt hết chúng. Dù lần này có nhiều zombie hơn, nhưng chúng ta có vờ nhau ổn là không có vấn đề gì. Tôi nghĩ, thực ra, những thây ma này nhìn thì đáng sợ, chứ không có khả năng chiến đấu. Nhớ xem, zombie hôm qua đều yếu hơn tôi và cậu, và đều bị đánh bại dễ dàng. Chỉ do chúng ta nghĩ zombie đáng sợ thôi. Đại ca nói có lý, Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam mà. Hey, cứu tôi với, tôi không muốn ngủ. Zombie đến rồi, hãy cứu tôi. Làm ơn đi, đã đến lúc rồi, lên. Trời ơi, cái quần què gì đây? Cứng quá, làm sao con dao của tôi có thể ghim chắc như vậy? Làm gì giờ đại ca, chạy mau. Điều này khác với kịch bản tôi vẽ. Đại ca cứu em, đừng bỏ em. Đại ca nhanh lên, zombie tới đít rồi. Em lâu đợi với, tao thực sự không thể chạy được nữa. Đại ca nói gì vậy? Chúng ta sắp phải tới căn cứ rồi, đừng bỏ cuộc chứ. Và em lâu đợi ca sao anh đánh em? Xin lỗi em nếu đi chung. Sẽ không ai thoát được, anh nợ em một ân huệ. Kiếp sau anh sẽ làm trâu ngựa cho em. Đồ chó uổng công, tôi coi anh là đại ca. Tại sao bên ngoài lại ồn ào như vậy? Những món thịt heo chiên vừa rồi ngon bã cháy. Bây giờ tôi đã đủ đồ ăn. Đã đến lúc đi săn. Zombie có tinh thạch rồi. Trang Minh Ngu, không ngờ lại là cô ta. Cô ta đã thu hút rất nhiều zombie. Chỉ có thể nói là đỉnh. Cơ mà tại sao cô ta lại ở trên đó? Có phải điên rồi đúng không? Cơ mà thật tốt. Đỡ tốn công tìm từng con một. Sau đó tôi lao về phía lũ zombie, chiến đấu một cách mượt mà. Bằng cách vừa chạy vừa đánh từng con một. Anh lại cứu tôi, cảm ơn anh nhiều. Cô không có nơi trú à? Sao lại lên đó? Đó là một câu chuyện dài, tôi hãy cẩn thận. Cú hồn kẻ lan còn nguyên. Đây không phải là đặc cầu sao? Không ngờ anh ta ở ngay đây. Và cũng dám đánh lén tôi. Haha, không tệ. Đạt dít, có vẻ như ta đã đánh giá thấp người rồi. Hôm nay người đã thêm một loạt vũ khí, làm ta đổi được đúng cái nịt. Ra là thế, tôi đã chọc giận hắn. Thực sự tôi không mong như vậy. Ngươi cũng đã đạt đến cấp độ rất mạnh mẽ. Ngươi có tiềm năng lớn. Nếu tiếp tục phát triển, ngươi có thể trở thành thủ lĩnh một băng. Thật đáng tiếc, ta sẽ không cho phép bất cứ ai mạnh hơn ta.
Như những gì ngươi nói, ngươi cũng đã đạt cấp mới. Có gì đâu mà khóc với sâu. Ngươi có cách của ngươi. Ta cũng vậy. Cơ mà nói với ngươi cũng chẳng sao. Vì ngươi cũng sắp đi bán muối. Dù ta đổi đồ ăn chậm vì ngươi, nhưng xét cho cùng thì nó vẫn lời. Cảm ơn những tên ngốc đã trao đổi tinh thạch với ta. Nếu không ta sẽ không để đứng đây sàn năng. Sau khi hạ ngươi, sức mạnh của ta sẽ tăng vọt. Ngươi đã hết sức rồi ha ha. Nhắm chịu được mấy phát. Ha 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 ha, ngươi đã bao giờ nghe câu chứ các linh chúng sinh bình đẳng chưa anh giai? Và tôi là đạt giết AKA Trần Dần. Ha 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 ha, thanh niên đồng áo, tôi có súng mà dám đứng mõ. Đây là cách nhanh nhất để hạ tên đặc cầu đó. Phát hiện vật phẩm của người sống, hãy xác nhận có thu thập không. Zetser, bắt đầu thu thập. Thu được năng lượng và 30 làm nước tinh khiết, 166 tinh thạch, một lạp xưởng 80 tư mì ăn liền, 60 dao bầu, 2 phóng lợn, 10 dao thái, thiết bị xem phim còn heo. Đặc cầu thực sự quá giàu, có rất nhiều tài nguyên, còn cái thiết bị xem phim heo là sao? Thôi kệ, nào bẩn quá dùng thử. Thông báo, không gian lưu trữ đủ điều kiện nâng cấp. Bạn có muốn nâng cấp không? Nâng cấp thành công. Hiện không gian lưu trữ đạt cấp 2. Cần 100 không gian để đạt được cấp 3. Vai lúa cấp 3 mới chứa được ô tô. Có vẻ quan trọng nhất bây giờ là nâng cao sức mạnh. Để có trạng thái giới hạn của con người, tôi vẫn cần 43 tinh thạch. Sẽ cần thêm khoảng 70 sambi nữa để thu thập đủ. Thật không dễ dàng. Làm sao thu hút nhiều sambi như vậy một cách an toàn? À, đúng rồi, cô gái này không phải người hút sambi tốt nhất sao? Gì vậy ba nội? Muốn hút tôi hả? May cho bạn là tôi đồng ý, không thì tôi là được. Tôi rất giỏi hầu hạ, và tôi hứa sẽ luôn trung thành. Đừng lo, tôi sẽ không hại cô đâu. Bạn có khác không? Nước này cho cô. Cảm ơn, anh có thể cứu bé không? Tôi sẽ hầu hạ thật tốt. Muốn gì cũng được. Được chứ, nhưng không phải bây giờ. Cô sẽ ở trên đó đêm nay. Tôi sẽ đón cô vào ngày mai. Qua đêm trên đây. Không, tôi ngỏ mất. Tôi ngừng nói chuyện với cô ấy, trở về nơi trú ẩn và bắt đầu hồi phục sức lực. Kế hoạch của tôi rất đơn giản, cho dù giọng nói của cô ta có lớn đến đâu, cũng không thể thu hút thêm zombie nữa. Và rất nguy hiểm nếu tự mình thu hút zombie. Tốt nhất là đợi zombie chủ động tới. Vào ban đêm, zombie có thính giác nhạy bén, cô ta sẽ trở thành mồi nhử tự nhiên. Và bọn chúng sẽ tới, tất cả zombie đều bị thu hút tới đó. Sáng hôm sau, tôi chỉ cần cản chúng bằng tường và diệt gọn trong một nốt nhạc. An toàn và hiệu quả và số lượng quá lớn. Đến giờ nghỉ ngơi rồi, vẫn còn chút thời gian cho đến khi trời tối. Tôi có thể dùng chìa khóa thu được trước đó. Bây giờ, thông báo, chìa khóa thu được, sở hữu một căn biệt thự. Một căn biệt thự ư, tốt đấy. Ít lâu sau tôi đã đến trước cửa biệt thự. Hệ thống phát hiện có zombie trong nhà không? Không có zombie ở đây, nhưng có một cô bé loli đang đói. Một cô bé loli đang đói là quần què gì? Quên nó đi, vì là một cô bé loli, vậy thì sẽ không có bất kỳ mối nguy nào, phải không? Vào thử nhé, hé, kiểm tra từng phòng nào. Tôi không tìm thấy bất kỳ thứ gì, nhưng biệt thự này rất khó tấn công. Nó hoàn toàn có thể trở thành nơi trú ẩn mới của tôi. Và nó có nội thất, cuối cùng cũng có cảm giác là đang ở nhà. Vật phẩm có mặt trên kệ trong hệ thống. Giao dịch như thế nào rồi? Chúc mừng bạn, 60 vật phẩm hiện có. Tất cả đã được bán hết, sản phẩm thu về đã cho vào hệ thống.